Tiến Yên Lao Định trên kênh Zdubi nhé. Hôm nay cũng như khán giả cùng các cháu và mọi người yêu quý muốn Tiến Yên review lại căn nhà mới mà Tiến Yên và vợ chồng Tiến Yên mới mua nhé. Thì hôm nay Tiến Yên cũng review cho mọi người biết về căn nhà. Đấy. Đấy, hôm qua là có bạn Gia Hưng. Bạn ấy là thẩm phán Gia Hưng nhé, lịch của thẩm phán Gia Hưng mà bạn ấy tặng cho Tế Điên. Chiều hôm qua Tế Điên mới mang về cái đồ lục bình gỗ hương. Bạn ấy là người yêu quý Tế Điên ở trên nền tảng TikTok và cũng là trên YouTube, kênh YouTube cũng như nền tảng TikTok. Bạn ấy là người gốc Hải Phòng, như là vào lập nghiệp ở trong đất Gia Lai. Bạn ấy làm và gửi ra cho Tế Điên vì nhà bạn ấy là có xưởng làm thủ công mỹ nghệ. Bạn ấy gửi ra cho vợ chồng Tế Điên, kể cho vợ chồng Tế Điên một đôi bình. Thì cũng qua buổi livestream này cho Tế Điên gửi lời cảm ơn bạn thẩm phán Gia Hưng nhé. Cảm ơn bạn. Ở đây Tế Điên quay một khung cảnh căn nhà nhé mọi người. Cái này là đồ chó Trà My mang về dọn chưa kịp ấy vì vợ chồng Tế Điên ngủ ở trên tầng 3. Còn cái này là dưới tầng này thì là để cho cháu, cái nhà căn nhà mua này là mua để cho chó Trà My cháu ở. Đấy, còn vợ chồng Tế Điên ở trên kia và live stream ở trên tầng 3 mọi người nhé. Đây sẽ quay cho mọi người. Đấy mọi người. Đó. Tất cả đấy, nhà đấy. Cái gian này của cháu ra Trà My này đấy, toàn để đựng những cái hai cái đồ của cháu thôi. Còn đây là chỗ ngủ chó Trà My đây mọi người. Đây có một cái căn phòng thôi, nhà cũng có căn phòng này các bạn. Đấy, căn phòng này của chó Trà My. Trà My đi làm rồi mọi người nhé. Đây là một cái gian ngoài. Đấy, đi đi ra ngoài nhé. Đấy, ra ngoài. Đây, đây là khu tập thể 5 tầng và nó chỉ tầng 2 thôi. Đó. Thì Tế Điên mở tên làm ra một cái ngoài nữa. Cái khung ngoài. Đấy, đằng trước nhà Tế Điên là cũng là một khu 5 tầng. Đấy, 5 tầng chợ mọi người. 5 tầng nhà Tế Điên 5 tầng thứ 2. Đấy mọi người. Đó. Đấy nhé. Hôm nay Tế Điên review căn nhà cho khán giả như là các cháu yêu cầu chú Tế Điên chú quay nhà mới, review nhà mới cho cháu và mọi người. Thì hôm nay Tế Điên review ấy nhé. Đây là phòng của cháu, chú Trà My, phòng của cháu chỗ ở đó. Còn đây là ở ngoài và lan can. Chú ở nhà chú mỗi cái phòng này để cho cháu ở. Để cháu ở. Đấy, bạn Gia Hưng cũng qua video này cho tiên cảm ơn bạn thẩm phán Gia Hưng nhé. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho vợ chồng Tế Điên nhé. Vợ chồng Tế Điên cảm ơn bạn rất nhiều những gì bạn dành tình cảm cho Tế Điên. Tế Điên chào mọi người khán giả yêu quý trên kênh YouTube nhé. Chào mọi người, chúc khán giả trên kênh YouTube có một ngày thật nhiều là vui và hạnh phúc. Và hẹn khán giả vào lúc 20:30 tối nay, Tế Điên lại lên tiếp tục đồng hành kể những câu chuyện trải lòng của mình trên kênh YouTube. Cảm ơn khán giả yêu quý.